Các bạn nào có nhu cầu mua áo thun Minecraft ấy, thì có thể ghé qua shop Sutaki nha. Trong shop có rất nhiều mẫu áo để các bạn lựa chọn, kèm theo đó là dịch vụ giao hàng tận nơi miễn phí luôn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lập Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Bi Salmon. Ở tập trước á, thì em Charmeleon của mình đã tiến hóa trở thành Charizard rồi các bạn ơi. Và giờ thì mình đã có thể cưỡi Charizard đi bay lượn trên bầu trời nè và bắt những Pokemon ở trên không luôn á. Ui, phía bên này có cái con Pokemon gì vậy? Forestress. Ui, Pokemon gì lạ lắm nè. Được được, mình sẽ cho Charizard thử chiến đấu nhá. Để xem coi sức mạnh mới của Charizard có thể đánh bại được những Pokemon kiểu như vậy không. Rồi, và đầu tiên thì mình sẽ sử dụng kỹ năng mới học ở Hoa luôn nè. Đó chính là Wing Attack. Tấn công bằng cánh xem như... Ui, gây được cũng cả... Ui, cái gì vậy? No. mình... Chết rồi, em Charizard mình đánh xong Pokemon kia phát nổ luôn rồi. Ui, tấn công bằng cánh hơi bị mạnh luôn á các bạn ơi. Được thực sự luôn á. Và ngoài ra thì ở tập trước á thì mình cũng có tập chế tạo thêm những bóng chứa Pokemon mới. Và bóng chứa mới này đó chính là Deep Vault. Công dụng của nó là giúp mình bắt những cái Pokemon ở dưới nước dễ dàng hơn á. Và trong ngày hôm nay thì mình dự định sẽ chế tạo một cái máy chuyên giúp mình tạo ra những cái nắp nè, cũng như là cái đế bóng chứa Pokemon đó. Chứ hổm rày mình dùng hammer mình đập vô cái đe này muốn xỉu luôn á thì mới làm ra được những cái trái bóng Pokemon mới. Và ở đây thì mình cũng có những cái trái apricorn vừa thu hoạch nè. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu nung nó ra nhá, để có những cái apricorn đã nấu và chế tạo bóng chứa Pokemon luôn. Ở đây còn thiếu nè, mình coi coi còn than không cái đã. Là chết rồi, mình hết than rồi. Và để làm được cái máy đó thì đầu tiên mình cần phải có một ít redstone nè, một ít sắt, cũng như là một ít đá cội. Đâu rồi? Đá cội ở đây. Mình sẽ lấy ra khoảng 4 đi, và cuối cùng là gỗ thôi á. Gỗ thì cần có 3. Tại vì nó có công thức liên quan tới cái piston á. Như piston được làm theo công thức giống như vậy. À gì mới đúng các bạn ơi. Rồi, và mình đã tạo ra được cái piston rồi. Và hôm qua thì mình cũng có nhặt được những cái bóng chắc nhờn nè, chỉ duy nhất một quả thôi á. Nên mình cần phải chế tạo tiết kiệm theo công thức vay để làm ra được một cái bích tông dính nhá. Có được bích tông dính rồi. Giờ thì mình sẽ làm thêm một thứ nữa, đó chính là những cái hàng rào. Đây, hàng rào sắt thì sẽ làm theo công thức giống như vậy nè. Vậy là bây giờ mình đã có đầy đủ công thức để làm một cái mechanical anvil rồi. Cái này á là một cái đe tự động các bạn ơi. Khi mình đặt vào vị trí này đi, chưa, để mình đặt cái đe này ra cái đã, thì nó sẽ búp có thể tạo ra được những cái bóng chứa Pokemon ở phía trong giống như vậy nè. Để bây giờ mình sẽ chế tạo thử một vài cái nắp cũng như là cái đế, rồi sau đó ra ngoài test thử cho các bạn xem nhé. Lấy những trái này ra trước cái đã, cái phần đế trước đi. Ở đây thì mình cũng gần hết đế rồi, để mình làm ra khoảng 45 luôn nè. Và hình như cái này nó chạy bằng than các bạn ơi. Cho này vô. Ừ, đúng rồi. Vậy là xíu chắc phải đi may thêm á, chứ bây giờ trong kho của mình á nó sạch bách mấy cái hàng rồi đó. Và đó coi kìa, coi kìa, nó đang chạy và bắt đầu ép vô trong. Xong, vậy là mình đã có được một cái đế hoàn chỉnh rồi nè. Và lấy ra thôi. Trong lúc này á, mình có thể thoải mái đi xung quanh bắt những Pokemon mới, hoặc là đi chế tạo thêm những thứ cần thiết khác ấy. Có thoải mái thời gian hơn rất là nhiều. Rồi, và giờ thì mình sẽ thu hoạch hết mấy cái apricorn đã nấu này nhá. Rồi sau đó chế tạo thêm những cái nắp Pokemon mới thôi. Xem nào. Hôm nay á thì mình dự định sẽ chế tạo một cái nắp, đó chính là đâu rồi ta? Hồi nãy mình mới thấy mất tiêu à. Đây, Love Von Dis nè. Với cái này á thì mình có thể tạo ra được một cái Love Von dùng để bắt những Pokemon có giới tính khác so với Pokemon mà mình tung ra trong trận chiến á. Như vậy thì có thể mình bắt được những Pokemon đực á các bạn ơi, chứ giờ dàn Pokemon mình toàn Pokemon cái không à. Rồi, mình sẽ làm trước cho mình khoảng 15 cái nắp này nhá. Ui, 15 cái là được 15 trái bóng luôn hả ta? Ui, thế này lại nhiều quá. Cũng như là những cái nắp Pokemon thường thôi. Tại vì hiện tại cái số bóng Pokemon thường của mình là không còn trái nào luôn ấy. Nên mình phải tranh thủ chế tạo thêm. Và cái này nếu mà mình làm một cái giống như là cái Hopper á, thì không biết nó có cho đồ vô tự động không ta?
Bây giờ mình sẽ thử nhá. Đầu tiên thì mình sẽ đổi ra một cái hopper theo công thức giống như vậy. Đó, rồi sau đó thì mình sẽ ra đây đặt vô nhá. Thử thử thử. Mình sẽ đặt cái này ngay ở phía trên luôn đi. Rồi cho đồ vào thử xem. Cái này là cái nắp đúng không? Sẽ tách ra nè, cái này là hiện tại là 17 nhá. Rồi cho vô. Ui nó không không có cho hopper vô được rồi các bạn ơi. Hay là cho phía dưới ta. Thử 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 nhá. Cho cái phần nắp này vào. Ý, bên đây thì lại cho vào được nè. À hay nha, vậy mình sẽ cho hết vô đây. Vô đây nữa nè. Rồi còn cái nào nữa không? Hết rồi. Và phía dưới á, thì mình sẽ làm thêm một cái hopper nữa đi để có thể lấy đồ ra tự động luôn ấy. Như vậy thì nó sẽ tiết kiệm hơn. Và mình sẽ làm thêm một cái rương nè. Một cái rương nữa để làm cái hopper. Rồi sau đó chế tạo hopper theo công thức y như cũ giống như vậy. Đó, vậy là cái quá trình tạo ra được những cái nắp cũng như là cái đế của mình đó đã có thể tự động hơn một xíu rồi. Đặt cái rương ở đây, một cái hopper hướng vào cái rương theo hình như vậy nè. Rồi thử xem đó. Nó đã có thể cho ra ngoài rồi các bạn ơi. Tiện lợi ghê luôn á. Và cái máy này hoạt động nhìn cũng khá là hay á nha. Nó có cái dòng quay quay các kiểu luôn nè. Tốc độ thì cũng tương đối thôi. Để sắp tới mình nghiên cứu xem coi có cách nào để tăng tốc độ lên á, thì mình sẽ nâng cấp nó lên sau nhá. Còn giờ thì mình sẽ dọn dẹp đồ đi để chuẩn bị chế tạo ra những trái bóng Pokemon thôi các bạn ơi. Hiện tại thì mấy cái này nó đã tạo ra được một mớ rồi nè. Bây giờ á, thì mình sẽ tranh thủ chế tạo luôn đi, rồi sau đó đi bắt Pokemon thôi các bạn ơi. Đầu tiên là những cái bóng chứa Pokemon thường trước nhá. Hình dạng nó là như vậy, được 11 trái. Kế đến là bóng chứa Pokemon tình yêu nè, để mình có thể bắt được những Pokemon đực dễ dàng hơn. Rồi và còn dư một ít nên mình sẽ làm thêm một cái bóng Pokemon thường nữa đi. Vậy là mình đã có được kha khá những cái quả bóng chứa Pokemon rồi. Giờ thì mình sẽ lên đường rồi nhá. Ở tập trước á, thì mình đã đi về hướng bên này rồi, nên hôm nay thì mình sẽ rẽ về hướng hướng bên này đi, tại vì hướng bên này mình rất là ít khi đi luôn nè. Với cả sẵn tiện đó xem coi bên đó có những cái gì. Mà quên nữa, trước khi đi mình sẽ dạy kỹ năng cho mấy em Pokemon của mình, vì mình còn một mớ đĩa nhạc trong đây nè. Ủa, đĩa dạy kỹ năng trong đây nè. Để xem coi Fissure Water Gun nè. Mình nghĩ cái hình như cái Rain này dạy cho mấy em hệ chiến đấu á các bạn ơi. Đây mình sẽ thử triệu hồi Min Sao nhá. Hôm trước mình mới bắt được nè. Rồi và thử dạy cây chiêu này có dạy được không? Đúng rồi. Cái này dạy cho hệ chiến đấu nè. Mình sẽ thay thế kỹ năng này cho cái kỹ năng nào ta? Sweep à? Thử sweep nhá, thử đổi xem coi vì kỹ năng này tới 75 điểm sức mạnh lần á. Được được được. Rồi, vậy là Min Zhao của mình đã có được một kỹ năng mới rồi. Thật là tuyệt vời. Rồi để bây giờ mình sẽ bắt đầu cưỡi Charizard rồi lên đường thôi nào. Đây mình sẽ đi về hướng với đây luôn nhá. Gặp những Pokemon nào lạ lạ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt thôi. Ồ, và phía trước còn có một cái Pokéchat nữa cơ. Được thiệt sự, được thiệt sự. Vậy qua đó thôi, Charizard ơi. Và kiểm tra coi cái Pokéchat này sẽ có cái gì bên trong nhá. Ui, ở trên bầu trời có Pokemon gì bay bay màu vàng vàng kìa. Đã thiệt, đã thiệt. Rồi, qua đây và coi nào. Mở ra một cái. Được một cái Antidota. Cái này không trang bị vô mấy cái slot của Pokemon được. Mình uống được không? Ui, như cái này uống không được các bạn ơi. Ôi, còn đây là Pokemon gì đây? Audino. Em này là hệ thường các bạn ơi. Còn đây là Scatterbug. Em này là hệ gì? Hệ bọ hả? Wow, và mới cấp 5 thôi. Mình để ý là mấy em Pokemon hệ bọ thường có level khá là thấp á các bạn ơi. Rất ít khi có em level cao. Ui, ở đây có em một con môn tên là Furfrou cấp 42 hả? Muốn khiêu chiến với mình. Được được được. Em đây là Pokemon cái này các bạn ơi. Hay là mình sẽ thử tấn công thêm một đòn cho máu thiệt là yếu, rồi sau đó sử dụng cái Love Bomb gì để bắt nhá. Mình nghĩ dùng Love Bomb trong tình huống này sẽ rất là tốt á. Hoặc là cái Tiff Bomb thì vẫn được, nhưng mà mình muốn test thử Love Bomb coi cái nó có thực sự tốt hẳn không. Rồi đã bắt vào bóng chứa Pokemon rồi. Giờ thì chờ đợi thôi nào. Tích tắc, tích tắc và được rồi. Một Pokemon mới đã về đội của mình. Nhưng mà lại là Pokemon cái à các bạn ơi.
Dạng Pokemon cái của mình ủng hộ ngay luôn á. Để mình heal cho em này cái đã. Rồi và sau đó tiếp tục đi thôi. Đây đi tiếp Charizard ơi. Ủa ở đây có nhà huấn luyện Pokemon hay sao nè. Level 52 luôn. Không nên đỏ không ta. Thử 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 nha. Tập thành đỏ bóng Pokemon để sắp tới qua nhà thi đấu chiến đấu các bạn ơi. Em này thì chắc hệ hệ độc hay sao ấy. Ừ đúng rồi. Vậy là có thể dùng em Charizard của mình để tấn công. Đây mình sẽ tiếp tục sử dụng phun lửa xem coi coi có xi nhê không. Đó. Phun lửa hơi bị thốn luôn á. Rồi ít chết rồi. Hình như mình bị dính độc hay sao rồi kìa. Eo ôi dám dám phun độc mình hả, dám phun độc mình hả. Đừng nghĩ level 53 là mình không không dám đánh nha. Ui phun độc càng ngày càng thấm các bạn ơi. Phun độc đi này thì phun độc nè. Rồi ui Pokemon tiếp theo là Pokemon gì đây, hình như cũng hãy bỏ thì tiếp tục sử dụng phun lửa thôi. Rồi và ê, chưa 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 cái này Pokemon người ta mà sao có bắt được và sử dụng phun lửa nè. Đó, kéo được phân nửa máu luôn. Hãy bỏ thì mình thấy dùng lửa đốt rất là tốt luôn á và một đòn kết liễu nè được không. Yes. Vậy là mình đã thắng trận và kiếm về được 1.000 điểm kinh nghiệm luôn á. Wow, Charizard của mình bây giờ mạnh thiệt luôn các bạn ơi. Chiến đấu và đánh bại được một nhà huấn luyện Pokemon cấp năm mấy luôn. Rồi giờ thì lên đường tiếp thôi em Charizard ơi. Coi coi trên đỉnh núi này có Pokemon nào xịn xịn không có đặt. Ý chưa 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 gì đấy. Thunderstone Shard. À đây là thứ mình đang cần. Ui vậy là những cái Thunderstone Shard á thì nó sẽ xuất hiện ở những cái ngọn núi các bạn ơi và có thang luôn nè. Qua được được. Đây là một thứ mà sắp tới mình sẽ sử dụng vào việc chế tạo cũng khá là hay á. Để bây giờ mình sẽ cố gắng thu thập thật là nhiều đi. Và hình như cái này còn có thể ghép lại ta thành một cái viên đá sấm sét dùng để tiến hóa mấy cái kiểu như là em Pokemon hệ điện á các bạn ơi. Không biết có phải không nữa. Hy vọng là có thể sử dụng vào việc tiến hóa mấy em Pokemon hệ điện nha. Còn giờ thì mình ước đăng ký các em fanpage kìa. Nhưng mà bé xíu à. Và phía bên này á có cái bo kẹt xét nè, nãy giờ lo bóc Pokemon mình quên qua lượm nữa, bây giờ mình sẽ qua đây lượm luôn nhá, để không thôi một hồi quên mất. Và được cái gì đây, hình như được một cái đĩa dạy kỹ năng các bạn ơi. Round. Wow, gây được 60 sức mạnh hả, cũng được á cũng được á, một cái đĩa không hề tệ tí nào. Và mình sẽ bay lượn thêm đây thêm một tí nữa coi coi. Ơ tính ra ngọn núi này ban ngày không xuất hiện nhiều Pokemon cho lắm nha. Ngọn núi ở hôm qua mình gặp được quá trời Pokemon luôn, toàn là Pokemon xịn xịn không à. Mà có vẻ hôm nay ngọn núi này không có xịn bằng rồi các bạn ơi. Và có một thêm một cái Pokechat nữa để mình nhặt nốt luôn nhá. Coi nào. Úp. Được một cái đĩa màu hồng hồng Trick Room. Ui hình như cái kỹ này, cái skill này có một cái khả năng đặc biệt giá mình chưa xem được cái sức mạnh và ui Pokemon gì đây? Onix. À con gắn đá hả? Đánh với hệ đá thì mình nghĩ nên dùng hệ nước các bạn ơi, hoặc là hệ fighting á. Xem coi mình sẽ sử dụng thử em. Đây 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 em Minchao đi. Bắt được Minchao mà chưa có thử nha, cho ra trận nè. Hôm nay mình sẽ thử cho ra trận nhá. Ui mới ra trận đã bị tấn công rồi. Còn gắn này thật là hung hăng và mình sẽ sử dụng Aura Sphere. Ui Minh sao mạnh thiệt sự các bạn ơi. Chết không. Trời ơi Minh sao. Mình chưa kịp bắt nữa. Chưa kịp bắt Pokemon đó luôn các bạn ơi. Ma chớp hả? Ôi sao hăng vậy. À đây 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 biết rồi, em này là em Pokemon mà khi tiến hóa sẽ rất là thích đi khoe body với mình luôn á. Được, mình sẽ sử dụng Minh sao để chiến đấu nha. Rồi, Minchao ra trận nè. Chuẩn bị sử dụng kỹ năng Aura Sphere. Dám chống. Minchao của mình khá là mạnh đó các bạn ơi. Mình thấy vậy á. Rồi và giờ thì trời cũng tối rồi. Bên kia có nhà huấn luyện Pokemon kìa. Ủa nhưng mà đang What? Pokemon đang gì đang bay kìa. Chưa 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 chưa. Charizard ra trận. Rồi nè. Rồi bay lên đây coi. Ui đây nữa nè. Pokemon gì đây? Đây là boss các bạn ơi. À, boss hả? Xem thông tin được không?
đây là Medicham, hệ chiến đấu và hệ tâm linh. Ui, căng thẳng thiệt sự. Và đằng kia cũng có một con boss Charizard nữa kìa. Đại chiến Charizard thử xem. Mình thấy ở hướng đây có con Charizard. Ê, đâu đâu đâu, Charizard đâu? À không, Charizard là hình như Pokemon ấy rồi. Ồ, thôi, đánh em này trước đi. Và đằng này là cái gì mà vàng vàng đây? Lavita, đây rồi. Lavita của mình. Rồi, hôm nay mình sẽ bắt ưu tiên bắt Lavita trước nha các bạn. Tại vì Lavita rất là hiếm khi mình gặp luôn ấy. Rồi, ủa nhưng mà sao không có... À đây, khiêu chiến được rồi. Đầu tiên thì mình sẽ sử dụng kỹ năng nào yếu yếu một xíu thôi, chẳng hạn như là phun lửa đây. Ý, nên. Ủa nhưng mà em này lại cùng giới tính rồi. Vậy thì mình sẽ thử thôi, hay dùng Ultra Ball luôn đi, bắt một lần cho nó nhanh các bạn ơi. Chứ mấy lần trước mình chưa có kịp bắt Lavita đâu. Không biết lần này có bắt được không nữa. Hy vọng là có thể bắt được em Lavita một cách thuận lợi nhất. Và yes, bắt được một em Lavita được rồi. Giờ thì trở lại với công việc đánh boss thôi nào. Đầu tiên mình sẽ hồi máu cho mấy em này trước cái đã. Sau đó thì mình sẽ triệu hồi. Cái này là hệ tâm linh, hệ chiến đấu hả ta? Tâm linh thì sử dụng hệ rồng không biết có đánh được không nữa. Nhưng mà mình sẽ thử nha. Rồi, bóng Pokemon nè. Dùng ngay cái chân. Bắt đầu chiến đấu rồi, cấp 61. Quê cằn đáy cằn đáy. Đầu tiên thì sẽ thử là tấn công bằng cánh. Eo ui. có vẻ dùng mấy cái đòn tấn công bằng cánh không xi nhê rồi. Giờ thì sẽ Aura Spear nè, chiến đấu tay đôi thử xem. Ôi nhưng mà Medicham này mạnh quá hả? Hầu như được one shot hết mấy em Pokemon mình luôn ấy. Thử phun lửa coi. Ui, còn bị FZN là gì ta? Rosen. À bị kiểu như đóng băng hả? Ui làm gì mà có skill hệ băng luôn vậy, căng nhá. Thử ra Dragon Boost xem. Ui không đánh được em này rồi. Ui kéo được miếng máu kìa. Ui vẫn có thể đánh được. Dragon Boost thêm một lần nữa. Nhưng mà mình chưa kịp ra tay các bạn ơi. Khó rồi. A few moments later. Thôi xong rồi, nguyên dạng Pokemon của mình đã... Ê, chết, con skill hệ tiên kìa. À, đây rồi. Có skill hệ tiên nè. Thử dùng thử xem. Ui, nó hình như giảm cái gì xuống á các bạn ơi. Cái đó có phải là skill để làm giảm sức mạnh của Medicham không? Thử lại nha. Sucker Punch. Đó. Như vậy thì Medicham không thể tấn công Pro các bạn ơi. Ủa. À, không, vẫn có thể tấn công được nhưng mà không có gây được nhiều sát thương cho lắm á. Vậy là hệ bóng tối vẫn có thể tấn công được Medicham nè. Thật là tuyệt. Nhưng mà Pro mình nhận thua rồi. Vậy là dàn Pokemon của mình chưa đủ lực để có thể kiểu như là chiến đấu với Medicham các bạn ơi. Đây là con boss mình thấy cũng khá là mạnh á. Wow. Và cũng là lần đầu mà mình gặp được Medicham luôn ý. Nhưng mà không sao, dù sao thì mình cũng đã có được một chiến lợi phẩm. Đó chính là một em Lavita rồi các bạn ơi. Nhưng mà bây giờ để mình heal cho mấy em Pokemon mình cái đã. Và qua... À không, hãy về nhà đi nha. Mình sẽ đặt ở đây một cái điểm nè. Sau đó trở về nhà để ngủ thôi các bạn ơi. Chứ bây giờ thực sự là tối thui à. Không có thấy đường mà đi khám phá. What tomorrow? Mình đã trở lại cái ngọn núi rồi đây các bạn ơi. Và ở đây có một cái Master Chest nè. Để mình xuống đây mình kiểm tra thử coi cái Master Chest này sẽ ra những cái gì nhá. Hy vọng là một cái Master Ball. Ôi tính ra mình nhảy xuống đây là được luôn á. Đi một vòng làm gì biết nữa. Ủa? À đây, đường vào đây nè. Và mở ra một cái đĩa màu đỏ. Welcome Wish. Cái này mình chưa biết rõ cái sức tấn công đó là bao nhiêu. Nhưng mà cái đĩa này lần đầu mình nhặt được luôn nè. Về thế... Ui. Ui. Ở đây có mấy em sao bất. Hệ thường và hệ lá. To dữ dằn luôn vậy. Hệ lá hả? Để mình thử dùng em... hệ lá hả? Thì mình có thể dùng hệ lửa để tấn công cho tốt á. Thử xem nhé, cấp 38 thôi mà to thật sự luôn á các bạn ơi. Có cặp gạt kìa, nhìn đẹp ghê chưa. Phun lửa nè. Ui. No.
giờ khó thiệt luôn á, giờ mình tấn công mạnh quá thì mấy Pokemon lại ha ngỏm cứu tỏi, tấn công nhẹ quá thì bị Pokemon đó quýnh mình cũng ngỏm cứu tỏi luôn. Giờ biết sao mới vừa lòng nữa. Bởi vì mạnh quá cũng khổ mà yêu quá nó cũng khó các bạn ơi. Nên tốt nhất là mạnh vừa vừa thôi, đừng có mạnh quá là được à. Rồi bà mở cái này ra được thêm một cái Metal Powder. Xem nào, mình nghĩ mình nên khám phá hai điểm, đó là núi cũng như là ở đồng bằng á. Tại vì đây là hai khu vực mà mình rất ít khi khám phá. Để giờ mình sẽ tiếp tục cho Charizard ra ngoài và đi tiếp nha. Để xem coi mình có may mắn để gặp thêm một cái nhà thi đấu nào không. Nếu mà trên chuyến khám phá hôm nay á, mình không có gặp nhà thi đấu nào thì chắc mình sẽ thử trở về cái nhà thi đấu đầu tiên mà mình gặp để trở về đó và thách đấu xem. Tại vì lúc trước á, mình chỉ dám đứng ở ngoài nhìn vô thôi à, đâu có dám bước vô trong đâu. Nhưng mà bây giờ thì khác rồi, mình đã có dàn Pokemon hùng hậu hơn, với sức mạnh cũng gọi là kha khá rồi đó, nên có thể tự tin vào và được một cái thư cảm ơn nè. Ý, và ở đây có Alakazam nè. Lần trước chạy hả, lần này sẽ cho Alakazam nghỉ chạy luôn. Và Alakazam á thì sẽ là tâm linh. Ồ, hệ tâm linh hả? Tâm linh thì vô chiến đấu luôn thôi. Mình sẽ lựa chọn Pokemon nào để chiến đấu ta. Mình sẽ thử sử dụng Furrow nhá. Lần trước ui, Boss Legendary hả? Uầy, căng nha, căng nha. Cấp 71 lần đó các bạn ơi. Trên lại không hề nhẹ. Rồi dùng kỹ năng hệ bóng tối nè. Ui, ui, Alakazam phản đam gắt quá hả. Phải chứ giờ có cái boss nào mà tầm cấp 50 là tốt nhờ. Nhưng mà rất tiếc boss đó là thường sẽ gắt mình tầm 10 đến 20 cấp lần á các bạn ơi. Ui thôi xong rồi, khó quá. Lavita thì chắc không có cơ hội ấy. Lavita có 3 skill thôi à. Có kỹ năng hệ đá nữa nè. Nhưng mà Lavita lại bại trận rồi, chắc không đánh lại các bạn ơi. Bây giờ Pokemon mình còn hơi yếu á. Với lại mình chưa có tìm được những cái đĩa kỹ năng thực sự tốt ấy, nên mình chưa có kiểu như là chưa có đánh bại được boss được. Ui. Ủa mình cưỡi được nè, mình cưỡi được Furrow nè các bạn ơi. Wow. Không ngờ cưỡi được Furrow luôn ấy. Ở đây có Pokemon rắn Abok các bạn ơi. Cấp 22 hả? Và đây là Pokemon gì đây? Con trâu nè. Này là Pokemon Talcross. Cấp 21 luôn. Như vậy thì Pokemon vùng đồng bằng không có level cao lắm các bạn ơi. Mình thấy là như vậy á. Nhưng mà thôi, mình tốt nhất là nên vẫn dùng Charizard đi, để có thể bay lượn thì nó sẽ tốt hơn á. Chứ gặp khu rừng cây không à, mà dùng em đó đi thì nó hơi khó khăn. Và phía bên này có một cái Master Chest nè. Ý, được. Cho kiểm tra. Mở ra. Cho một cái đĩa cam Pocket Sponge. Được nha. Một cái kỹ năng đó chắc dùng cho hệ chiến đấu nữa rồi. Liên quan đến đánh đấm á các bạn ơi. Rồi giờ thì mình sẽ trèo lên trên đi để có thể tiếp tục chuyến khám phá thôi. Ui, mình đi tới một cái vùng đất mới rồi nè các bạn ơi. Hình như vùng này là vùng Savannah thì phải. Và kế cái sa mạc nè. Để thử xem ra sa mạc coi coi có gặp được Pokemon nào mới mới là lạ không nhá. Và mình sẽ thử chiến đấu và thuần phục luôn. Cạnh đây có một cái Pocket Chest nè, mở ra. Lại thêm một cái mèo, buồn ngây sự. Và đây là Pokemon hình như xương rồng nè. Hệ lá hả? Cái này giống bé rùa vậy. Cái này là hệ lửa. Ở đây có em to hơn nè. Ở đây nhiều Pokemon lạ lắm các bạn ơi. Và đây là cái gì vậy? À không, cái này là Pokemon hả? Ui vùng này, ui em này bay được luôn. Wow, chắc cái này mình chỉ bắt để sưu tầm thôi. Mình sẽ cho Lavita ra chiến đấu nha. Sẵn đó luyện level cho Lavita luôn. Rồi đầu tiên là mình sẽ sử dụng kỹ năng hệ bóng tối trước đi. Doodle, em này là Pokemon Doodle các bạn ơi. Rồi và chuẩn bị nè. Đó, kéo được phần nửa máu rồi. Thử một kỹ năng nào yếu hơn xíu coi, kỹ năng hệ đá nè. Hy vọng là đừng có ngõm nha.
Ôi gì thì nó lại yếu quá. Nó lại yếu quá các bạn ơi. Ừ, nhưng mà thôi kệ đi, vậy thì nó sẽ an toàn hơn chống em Pokemon này. Giờ thì mình sẽ thử dùng cái bóng chứa Pokemon để bắt nhá. Đây Pokeball nè, xuất hiện ra đi. Chủ yếu là mình bắt thêm Pokemon lạ lạ mang về để sưu tầm á các bạn ơi. Và coi nào, không biết bóng thường có bắt được không nữa. Được đi, được đi, được rồi. Mình đã bắt được em Doodle các bạn ơi. Ui, lỗ hổng. Ủa mình có nên qua cái lỗ đó không ta? Bây giờ mình đã có em Charizard rồi nên có thể bay được á. À nhầm, Charizard mới đúng. Đây nè, được rồi nha. Bây giờ để mình sẽ thử cùng em Charizard qua bên thế giới này coi coi có gì đặc biệt không. Và rất là nguy hiểm á, có thể không thể nào trở về đâu. Nhưng mà mình sẽ làm liều một phen. Ui, mình qua rồi các bạn ơi. Ui đây mới vào đã gặp một Pokemon lạ nè. Buffalant. Hình như đây dạng tiến hóa của Tauros các bạn ơi. Pokemon hình con trâu lần trước mình gặp ở vùng đồng bằng á. Buff, mình sẽ sử dụng em Charizard thử xem. Ui. Em Charizard mình thế. Ui quýnh phát bay lên trời luôn kìa. Hình như đây nó bị không có trọng lực hay sao á. Mình thấy Pokemon rơi cũng chậm chậm mà mình cũng vậy luôn á. Nhưng mà đây hơi tối á. Ui kéo được cả cá máu của em Charizard của mình rồi. Thử phun lửa xem coi có xi nhê với em này không. Ui tính ra phun lửa cũng khá là hấm đối với em Bofalan này nhá. Nhưng mà mình chắc sẽ bắt em Pokemon này. Tại vì level 58 rồi các bạn ơi. Mấy level cao cao thì mình nên bắt về để mình có thể sử dụng trong việc chiến đấu trong thời gian sắp tới luôn. Rồi sử dụng một bóng chứa Pokemon nhá. Chưa mình để coi giới tính nha đã. Ý em này là trâu cái. Được được được, dùng cái lớp bon thôi, bóng chứa mà mình mới chế tạo trong ngày hôm nay. Và coi nào, liệu lớp bon có thể bắt được em đó không. Và chờ đợi chờ đợi. Yes. Đúng là lớp bon có khác. Bắt mấy Pokemon khác giới là chuẩn chỉ luôn á. Nhưng mà ở đây nó rất là khó nhìn luôn các bạn ơi. Nó tối thui hả. Ở đây Pokemon gì lạ vậy. Đây là Pokemon hệ độc Nidoran. Ui tầm nhìn rất là hạn hẹp luôn á. Ui ở đây còn có đèn nữa nè. Ekan ở đây có rắn Ekan. Như vậy đây là một cái thế giới mà nó sẽ gộp lại từ nhiều nhiều cái không gian lại với nhau á. Phía dưới nó tối thui à. À ở dưới có River nữa kìa. Ok để bây giờ mình sẽ triệu hồi Charizard ra và ăn một miếng khoai tây đi cho nó bụng, rồi sau đó bay xung quanh đây coi coi có gặp được cái gì đó đặc biệt không nhá. Nhìn trên minimap mình thấy bên đây có cát nè. Bay lên bay lên bay lên, đừng 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 em ơi. Gớt là anh với em xong luôn á. Rồi đi tiếp theo. Ý bên đây nó có cái gì nè. Ui NCT đúng không, hình như bên đây có NCT luôn các bạn ơi. Ê, chưa. Ừ đúng rồi nè. May mà mình có minimap ý. Lên đây kiểm tra coi trong NCT sẽ có những cái gì đặc biệt nào. Rồi đầu tiên mình sẽ xuống đây. Ủa vào trong đây gớt xuống không sao. Tại vì nó có cái việc cơ chậm á. Ui ui. Chết rồi có quái hả. Chưa từ từ. Mình không có giáp ăn tầm 3 cái này là chết ấy. Lấy đồ các bạn ơi. Ê, có kiếm. Có kiếm nhạc luôn. Hấp dẫn. Vậy là mình có thể lấy được những cái Super Shell các bạn ơi. Bằng cách tiêu diệt những cái con này. Nhưng mà khá là khó để có thể áp sáng ra đây. Một cây cúp gia tài, hiệu suất các kiểu. Ui. Ơ, chạy xa, cứu anh. À quên mất cái này đâu có. Đâu có mất cái cương ghi rơi đâu ta. Làm hết hồn. quên các bạn ơi. Bị té nhiều quá ghét cũng sợ độ cao ấy. Rồi giờ xuống đây để tiêu diệt mấy con Suker này thôi. Phải cẩn thận mới được để tránh trường hợp để bị nó đánh trúng á. Rất là nguy hiểm luôn. Suker cứ sợ sợ nha. Hơi sợ ngán ngán mấy con này tí các bạn ơi. Đánh bại nè. Và mình nhảy cũng khá là cao nữa. Wow được nha. Được cái vỏ Suker rồi. Ừ, nhưng mà như nó đánh mình đổ mất máu. Ai dùng. Nó đánh mất máu các bạn ơi.
Ui, ui, ui. Mình không muốn tự chọn ở đây đâu. Ở đây có Basic Jam nè, mình sẽ nhặt thử một cái áo mending. Yeah, có áo rồi nha, có áo rồi nha. Được thiệt sự, lấy cúp này về luôn nè. Rồi, và mình sẽ tiêu diệt thêm một vài con Suker nữa. Tại vì một cái vỏ Suker thì chưa đủ để làm cái rương Suker ấy. Ôi trời trời. Ây da, ây da, đó đó đó, các bạn thấy chưa? Sát thương từ mỗi phát bắn con Suker này là cực kỳ cao luôn ấy. Nên phải rất là cẩn thận. Xít tự chận, xít tự chận. Dám bắn mình nè. Rồi được, mấy cái vỏ Suker rồi. Ủa nhưng mà mới có một mà, kiếm nhặt ba gì kỳ vậy? Nhặt ba không quýnh không ra nổi một cái vỏ Suker luôn. Quá là buồn. Rồi và cái này thì lại rơi ra nè. Vậy là mình đã có được hai cái vỏ Suker. Để bây giờ mình sẽ lên trên và làm luôn cho mình một cái rương Suker liền nhá. Tại vì bây giờ trong kho đồ của mình á, có rất là nhiều đồ luôn các bạn ơi. Nên hơi bừa bộn một tí. Để mình làm luôn một cái rương Suker ngay đây cho nóng nào. Có rương sẵn nè, mình sẽ lấy cái rương này đi. Sau đó kết hợp với có cái bàn chế tạo nữa, quên mất. Muốn làm được cái rương Suker phải đặt trong bàn chế tạo cơ. Rồi, và đặt theo hình dạng giống như vậy nè. Hai cái hai bên, đó thì là được cái rương Suker rồi. Giờ thì mình có thể cho hết đồ bên trong, rất là gọn luôn đúng không? Chỉ chừa những cái thứ cần thiết như là mấy bóng Pokemon nè, cũng như là thức ăn. Và lấy ra thêm những cái gì ta? Đúa thì trong đây chắc cũng không cần mấy đâu, tại vì trong đây nó tối thui à, mình cắm xong hết được. Rồi giờ thì mình sẽ đi ra ngoài cùng với em Charisa rồi sau đó tiếp tục đi nhá. Vậy là trong đây. Ôi nhưng mà phía trước có một cái em Beat Jet kìa. Cái rương gì lạ vậy? Để mình qua đó mình kiểm tra thử nhá. Nó tít ở dưới lần các bạn ơi. Hình như dưới này, à dưới này nó có cát. Đợi xíu, đợi xíu. Rồi và mình sẽ nhầm. Nhảy xuống dưới nhá. Wow, gơi chậm cũng tiện nghe luôn á, không có sợ ba. Beat Jet, đây là hình dạng của Beat Jet nè. Không biết rơi ra cái gì. Ôi ơi, gơi ra một cái Electrium Z. Cái này mình có mất tiêu rồi. Mình đang trang bị cho em Pokemon của mình ấy. Để sau này mình có cái vòng Z đi rồi. Sau đó mình sẽ tập sử dụng kỹ năng Z cho em Pikachu nhá. Và ở đây vẫn có cây luôn nè. Cái này là mình chỉ chịu khó quan sát bản đồ nhỏ các bạn ơi, chứ thực sự là địa hình ở đây á, nó tối thui à, không có thấy đường đâu ấy. Nhưng mà mình thấy cái này nó cứ hỗn độn như thế nào á, cả đống cái địa hình nó gộp lại với nhau, the end, rồi sa mạc, rồi nào là rồi đồng bằng nữa, nó cứ gộp lại với nhau. Bên đây có thêm một cái end city nữa kìa, và một cái beat chat tiếp mở ra được một cái fighting. Hình như cho hệ chiến đấu à, đúng không? Hình như fighting nó là hình như cho hệ chiến đấu á các bạn ơi. Ý được, vậy là xuống đây chúng ta có thể tìm những cái beat chat và lấy được những cái viên đá set đó các bạn ơi. Hay thiệt, hay thiệt. Để mình nghĩ ở đây thêm một tí nữa coi. Như đây tới khu vực có cây rồi nè, mình muốn bắt Pokemon hơn ý. Ôi nhưng mà đây có cái đèn city, chắc mình phải vô để kiểm tra coi coi trong mấy cái căn phòng bự bự này nè, nó có đồ gì cái đã. Để không thôi bỏ đồ thì cũng khá là tiếc á. Rồi và coi coi trong rương này có quá trời đồ luôn, nhất là kim cương các bạn ơi. Lại có kim cương lấy hết rồi, lấy hết lấy hết. Quý được thành tổ gì á, mặc giáp vô luôn nè, mặc cái ổng kim cương vào. Rồi 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 rồi, mấy con này dám quýnh mình nãy giờ đúng không? Dám đánh nè, dám đánh mình hả? Đánh mình, đánh mình. Ý ui ui. Ui chúng con hit mà bay lên quá trời cao ơi. Ui bay cao quá à. No. Ui mở luôn đã được cá thành tựu cơ kìa. Bị đánh rồi cũng mở được thành tựu đó, hay thiệt sự luôn. Rồi giờ mình sẽ tiêu diệt con Suker này, cái tội dám cho mình bay lên cao. Ui cẩn thận cẩn thận. Ui lại bị dính rồi, rồi. Ôi may quá, trên này thì bám vô được các bạn ơi. Ui. Eo ơi. Mày không hớt được đâu con trai. Tôi bi không tình yêu. Ui. Lại bay cao nữa rồi các bạn ơi. Ui coi kìa đất kìa. Đất trên này nó xuất hiện rất là hỗn độn luôn ấy. Xuống chạy ra. Chạy đi xa cũng đi theo mình nữa. Ê cười luôn á. Rồi vô đây kiểm tra thôi. Trời ơi mất máu nhiều như vậy. Rồi úi bên đây có end chat nữa nè. Ender chat.
Wow, được. Nhưng mà bằng máu mình đang rất là thấp rồi. Mình phải cẩn thận để không thôi mình sẽ bị nó đánh gục ở dưới này đấy. Nhảy qua nè. Ây dù. Ui đừng có dòm nữa. À dịch chuyển cho khác đi, đừng tấn công ta. Mình thấy không ổn thế nào rồi các bạn ơi. Dám tấn công mà. Ui trong đây nhiều mấy cái viên ngầm hồng lắm luôn á. Về nhà mình sẽ coi nó là cái gì nhá. Còn cái này thì mình có thể đập ra để lấy cho mình những cái khó hát diệm thạch. Và đánh nốt con này luôn đi. Cái tội hổng sượt. Đi đâu. À xuống đây hả. Tưởng xuống đây là sống hả. Xuống đây tưởng là sống hả. Dám đánh mình. Để mình farm thêm một cái vỏ super nữa đi. Làm cho hai cái rương chứ. Trời ơi con đánh em trai xa của mình nữa kìa. Bạn thấy mấy con trong đây nó hổng sượt không. Đánh mình thì được chứ không được đánh Pokemon của mình. Vô trong em ơi. Mình không muốn Pokemon của mình bị tổn thương ở dưới này đâu. Rồi và đợi cho nó gớt xuống kìa. Nãy giờ dám đánh mình hả. Ủa nhưng mà mình đánh lại phát nó chạy rồi. Chơi mình chưa chạy. Không ổn thế nào các bạn ơi. Tình hình này chắc phải về nhà sớm thôi. Nhưng mà thật sự bên đây là nơi để mình có thể tìm ra những cái viên Z giống như vậy nè. Sẽ sắp tới mình sẽ thường xuyên xuống dưới này hơn nhá. Còn giờ thì mình sẽ trở về thôi các bạn ơi. Ui hình như phía dưới này vẫn còn một cái chest nè. Sao cái chest gì mà thấp tít ở dưới vậy. Ui địa hình ở đây rất là phức tạp luôn á. Wow vậy là trên kia nãy giờ trên không à. Ý à. Vậy là ở dưới này khi mình nhảy xuống á thì nó sẽ cho mình trở về các bạn ơi. Hên thiệt. Xin nữa thì tưởng đâu ở bên kia vậy mãi rồi chứ. Và sau khi qua bển thì mình mới phát hiện bên đó là một nơi mình có thể tìm ra được những cái beat chat các bạn ơi. Và những cái beat chat á thì có tỷ lệ ra những cái ví dụ như là Picanium Z này, Electinium Z hoặc là Fightingium Z đó, dùng để kích hoạt cái kỹ năng đặc biệt của những em Pokemon. Và giờ trời cũng đã tối rồi kìa và mình cũng đã đi khá là lâu rồi ấy. Nên chắc mình sẽ trở về nhà thôi. Ở những lần sau á thì chúng ta sẽ trở lại những cái vùng đó cũng như là những cái lỗ hổng để có thể tìm những Pokemon mới nhá. Rồi giờ thì mình sẽ dọn dẹp đồ lại sau cái chuyến khám phá ngày hôm nay thôi. Sau khi trở về nhà thì mình sẽ lập tức chạy qua cửa hàng tiện lợi của mấy chị này để dọa coi mấy cái giá, mấy cái đĩa nhạc này xem như thế nào nhá. Tại vì hôm nay mình nhặt khá là nhiều đĩa nhạc mới á. Cái đĩa màu đỏ thì được có 6.250 thôi. Có giá cũng khá là ok ấy. Rồi gì nữa. Nè mấy cái đĩa trắng. Ý. Cái đĩa Focus bên giá 15.000. Ui. Giá cao thiệt sự luôn á. Cái này mà dạy cho em Min Sao chắc là hết sảy đây. Thử xem có dạy được không. Được nè. Xét sức tấn công 150. Được thiệt sự. Thay thế cho kỹ năng này đi. Rồi. Như vậy thì Min Sao của mình đã nâng tầm cao mới các bạn ơi. Có được một kỹ năng cực kỳ xịn. Rồi giờ thì dò tiếp nào. Còn cái nào bán được không. Không mấy cái này Twisted Bond này á. Bán ghẻ bèo luôn á. Có 50 à. Ui đĩa màu hồng thì bán được 5.000. Cũng khá là ok á. Còn những cái size chiếc xem thì cũng có 100.000 một cái à. Như vậy trong ngày hôm nay á thì mình đã có thể làm ra được một cái máy chuyên để giúp mình chế tạo tự động những cái nắp và cái đế bóng chứa Pokemon đi qua cái lỗ hổng Ultra á. Và bên cái lỗ hổng đó thì mình ha mang về rất là nhiều đồ luôn, cũng như là gặp được những cái Pokemon khá là lạ các bạn ơi. Và trong thời gian sắp tới mình sẽ thử qua bên đó nhiều hơn để mang về những cái ví dụ như là Fightingium Z hoặc là Electrum Z á và những cái Z khác nữa nhá. Rồi và cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye. Shop Lọc Sutaki, shop bán ạc refi giá cực rẻ, chất lượng uy tín, giao dịch tự động.